pew, 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 pew. Ten seconds remaining. Xin chào tất cả các bạn đang có mặt trước màn ảnh của Pipio. Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bo 3 trận bán kết của ESL vòng loại châu Âu giữa Cloud 9 Dota 2, Cloud 9 và phân nhánh Dota 2 và gặp Meet Your Maker, vâng, cái tên huyền thoại, nhưng bây giờ thì toàn là mình nghĩ là họ cũng chưa thể trở thành huyền thoại ngay được đâu, cần rất là nhiều thời gian cũng như là cần phải mua một số tay chơi có chất lượng, chứ những tay chơi này không có tương lai lắm. Radiant team ban. Mirana. Mirana và Daxia. Cái lối ban pick của các team châu cũng khác hẳn châu Á, các bạn để ý mà xem. Ở châu Á tập trung vào ban Ember, ban Lycan, ban Evoker, ban Bad Rider. Bên châu Âu thì họ lại ban EO. Ben EO, Ben Bad Rider, Ben Daxia vậy, Mirana. Các bạn thấy không? Cái cách Ben pick khá khẳng nhau. Tidehunter. Vâng, Cloud 9 có cho mình Tidehunter. Bo 3 nhé, Bo 3 không phải Bo 5 đâu, Bo 3 đấy, bán kết đây mới là bán kết thôi. Đây mới là bán kết thôi nên là chỉ có Bo... Bo 3 thôi. Mình nhầm, chưa phải chung kết đâu. Khá là đáng buồn cho bản thân riêng Pew Pew bởi vì chết giờ mình mới lấy xinh xinh ở solo, mình mới lấy xinh xinh tối nay xong mà xinh xinh lại không đánh, chết mình. Dire team ban. Tiếc vô cùng. Bốn thằng của C9 đánh riêng mình xinh xinh không đánh thì đúng là xinh xinh, mình lấy đúng team Cloud 9 có đúng xinh xinh ngày hôm nay. Ê đau đầu. 10 seconds remaining. Bực mình vãi trưởng. Họ ban Dazzle với lại Witch Doctor. Radiant ban support có khả năng hiu máu và bảo vệ DK là bởi vì đã có Chain Protector rồi, thêm một con như con Witch Doctor này rất là khó giết carry. Rubik đã được pick để counter Tyranitar cùng với lại lấy được lợi thế của ulti của Tyranitar và Lycan rồi Invoker và nó bị ban ra. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Bên phía Cloud9 bây giờ họ có Tide off. Mình nghĩ là Tide off. Tide này Tide off thì họ bên phía Mid cho Maker chưa chắc đã có đủ đem giết bởi vì Chin với Rubik ở mấy level đầu nó yếu. Pick Vicious thì có thể là đi sập cũng được. Bởi vì Tidehunter với Vicious hai cái slow rất là quyết đoán. Anton NV. Ông nào lick của mình có Anton NV nhỉ, mình không nhớ chính xác là lick của ông nào có Anton NV nhỉ. Navi. Vãi không có Navi. Dota throw Cloud 9 Paladine. Paladine tối đánh thơm ơi. 5 lick. Seconds remaining. Lick 5 for food. Ai ưu 2000 này, ông này có này 5 for food được thơm. Mình nhỏ quá. Một hồi nó sắp đến 9. Bone 7 này. Và thơm rồi. Mỗi mình nhỏ lấy đúng xình xình. Mid cho Maker có cho mình con Clockwork. Clockwork cùng với DK sẽ lao lên trước rất là tự tin.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Trận này anh Piu có cast qua stream không? Thế bạn đang nghe mình qua đài tiếng nói Piu Piu chứ không phải là qua stream đúng không? Vâng, bên phía Mỹ cho Maker họ loại bỏ Crystal Maiden bởi vì nghĩ rằng là Ta Hunter sẽ đi offlane. Nhưng mình nghĩ rằng Ta Hunter với việc đi với Vicious hoàn toàn có thể đi chung với lại Draw Ranger và làm support họ. Bên phía Cloud 9 có thể sẽ pick một con support nữa. À, một con offlane nữa. Radiant team pick. Necrophos. Dire team pick. Necrophos. Hey, Necrophos đi làm farm chính à? Thế thì Necrophos sẽ farm chính và DK sẽ đi mid. Pick khá là thú vị đấy. Pick như thế này thì dị nhưng mà lại hiệu quả. Bởi vì để giết được đội hình này của Midmaker cực kỳ khó. Họ đủ tool để có thể cover nhau. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Razor. Radiant team pick. Trong khi đó thì Cloud 9 lấy Razor, không biết là họ chia lane kiểu gì nhỉ? Paladai, Paladai, Tide Hunter, Razor đi mid à? Stanin là SC sẽ đánh Lycan, mình không biết chia lane kiểu gì. Mình không cast in game đâu, mình nhường slot cho Brazil rồi, kênh Brazil rồi. Chỉ có những superstar caster mới được cast in game thôi. Bạn nói là mình sướng. Có nghĩa là chỉ có những bình luận viên nổi cực kỳ nổi tiếng được cast in game đúng không? Được đấy. Được đấy. Bạn nói chuẩn đấy. Bạn nói chính xác đấy. Mình trận đấu đã được bắt đầu rồi. Bao giờ thì Piu được như thế, thế thì mình cũng không biết là bao giờ mình được như thế nữa, nhưng mà mình thích cái ý nghĩ rồi đấy. Mình thích cái ý nghĩ rằng chỉ có những bình luận viên cực kỳ như ngôi sao sáng mới được vào trong in game cast đấy. Và chúng ta cùng đến với đội hình gia quân của cả hai đội. Krik sẽ là người đánh Rubik, Link đánh Necrophos. Necrophos chứ không phải Necrolite. SC sẽ là người đánh Clockwax. Raze sẽ là người đánh DK và Bicep sẽ là người đánh Chain Protector. Bên phía C9 có Anthony NV đánh Carry. Cho sách điều dễ hiểu thôi. Ashri, Lycan, Pylidae, Ta Hunter, U2000, Vicious và Bull 7 sẽ là người đánh Razor. The International được xem trong game free, miễn phí. Mà mua đồ rồi, chúng ta thấy được cách mua đồ của các pro player luôn. Nói chơi chứ giải ESL này các bạn không theo dõi thôi. Chứ từ vòng loại Đông Nam Á cho đến Trung Quốc đều là kênh mình cover cả. Nên là cái chuyện nhường lại khu vực châu Âu cho kênh Brazil cũng là điều mình cũng không có gì cần phải quá căng thẳng cả. Còn cái chuyện cast ở trong game là superstar thì bạn nói thì mình cũng thích thật. Bởi vì nghe bạn nói như thế thì mình cũng cứ tự tưởng tượng ra ai cứ vào được là ai vào đây cast thì đều là superstar được rồi. Thì coi như là người hâm mộ đã công nhận điều đấy. Link! Vừa nhìn thấy rồi, có lẽ là đi sẽ đi về thôi. Ui dồi ôi, đôi anh này xuống. Khác. Ôi trời ơi. Ui dồi ôi. Mắt cắm ra rồi.
Nên là sướng thì vẫn sướng nhưng mà cũng tự nhủ rằng là mình không phải là ngôi sao. Nói gì thì nói chứ. Mình chỉ là một đốm sáng trên bầu trời thôi. Envy sẽ được ăn bởi Stream Protector. Vâng, có lẽ là Tài sẽ đi cùng. Vâng, chia lane 212. Không phải là 212 mà là 212 rồi, sẽ chọn đúng rồi. Lycan Dimit ạ. Vâng, Lycan Dimit vệ DK. Có bạn hỏi là khi nào The International bắt đầu. Hai cái vòng loại nó xong rồi, bây giờ bạn mới hỏi. Và một đập, có một đấm rút máu. Necrophos đi lên, nhấc lên rồi, quay tay, kịp quay tay không? Quay tay mà trừ đem, nhưng lượng đem là quá đủ để có thể kết thúc được Bone Seven. C9 này trời ơi, mình lấy thế nào? Một pha khe lửa ăn ba rất đẹp của DK. Xinh xinh ngày hôm nay không đánh là mình đã bắt đầu mất đi khoảng 10% công lực để cast đấy. Mình đang nghĩ hôm nay thơm có xinh xinh đớp điểm tối này. Ôi làm gì mà ping nhảy lên 500 này. Ôi ôi 300. Có chó thì việc farm mà không khó khăn gì khi mà hai con chó này đem cộng vào cũng khoảng 34. Chia lane 212 này thì ai cũng có level, ai cũng có farm. Nhưng mà lại không thật sự khỏe để có thể đi được một lane nào. Bởi vì Tai với lại Razor thì nó không thật sự giết được ai cả. Vâng, S3 có micro như xịt. Micro mà chó chết, con thứ hai gần chết. Khe lửa. Chết rồi, không cần khe lửa. Đi lên này rồi. Tại Hunter cố gắng cho Razor có thể farm, lúc này thì anh ấy thọt gần như max level max luôn. Stop dead. Like an in loo, gọi một lúc ba con sói. Nào, hiện đi lưu đi. Biến thành ba sói. Lượng pha của cả Lycan và DK đều ngang với nhau. Một bên thì khe lửa, một bên thì dùng sói. Hai thằng này không biết là giết nhau kiểu gì. Ở phía trên top, một pha mở cóc thế là hết. Rất là khéo. À, rất khéo à. Tính rồi. Khéo đấy, ghê đấy. Quả có quả né tất là tỉnh quả đấy đấy. Trong khi đó Chin Protector bị hút đem rồi. Ủa ôi. Tainter gần chết. Razor vào mua giày. Chắc bán một cộng rau muống thì giờ đúng là như vậy. Có thể sẽ có mạng thứ hai nếu như bây giờ Lycan không đi về. Rồi Lycan đã đi về rồi, có bóng ra check được V. Clock xuống bot để có thể bắt chết. Thơm này, quả này mà đi vào đây Thơm phải biết. Tài. Ơ à, mua đồ chưa? À mua đồ rồi à, hóa ra như vậy. Một pha mở cóc với Rune Envy. Rút máu, đốt máu.
3-0. Trời ơi. Ngay lập tức. Vỡ mồm tôi rồi. Cho ông Sidoi đây này. Được thì... Trời ơi. C9 ơi, may quá hôm nay Sinh Sinh còn không đánh. Sinh Sinh hôm nay bị mà đánh chắc mình bị còn bị trừ điểm, may mà không đánh. Như xịt. Để cho Mim ép lên thế này. Một tên lại tiếp tục mở cốc. Mặc dù hóa sói nhưng mà vẫn chết bên trong. Quá tuyệt vời cho Mim. X đánh cực tốt. Chẳng lẽ lại ra mua ngay thằng Ace này. Trời ơi, không biết. Không biết mua thằng Ace này. Thật là đáng tiếc. Lúc tối nay không mua xe, tìm Mim không ai mua cả. Biết nó rep thế này thì có phải thơm không? Chứ A xe đánh quá tốt với một mạng giết và một mạng assist. Bài lại đài cũng thọt. Chết một mạng. Vâng, cái tên 47 lúc này gần như đang lạc lõng giữa rừng người khi anh chết đến hai mạng rồi. 4-0 cho bên phía Mim. Mình đã nói rằng cái lineup nó dị nhưng nó rất là hiệu quả, bởi vì là rõ ràng họ đủ tun để có thể thực hiện được cái ý đồ chiến thuật của mình. Nếu như mà có Sinh Sinh đi mid thì vẫn là yên tâm hơn. Sinh Sinh cầm Mirana này nó đi mid rõ ràng yên tâm hơn ông Astri này. Astri cũng đánh support cho trước đây cũng có stand in cho Kaipi. Lâu lắm rồi. Stand in cho Kaipi. Trận này hơi khó rồi. Để cho Necrophos nó lết thì đừng hỏi. Riêng con Necrophos này lết thì rất là dị dạng. Con Necrophos này lết theo kiểu nó không phải là nó lao mà nó đánh ngay to tay bò, mà nó trâu và nó cứ đi vòng vòng nó đốt máu. Con này lên Hex với lại trượng xanh là cái con này lên hay nhất. Con này lên trượng xanh nó chộp được thằng nào thì đừng hỏi vì sao luôn. Mà lúc tầm lết game mà mỗi lần chết khoảng tầm 80 giây ấy, nó chộp được carry thì sổi nó Hex. Nếu mà giàu được nữa mà chơi theo kiểu đúng kiểu cân team lết thì trụ top đã bị ăn khi mà Trasek với việc tăng ulti đi gọt trụ. Mà lên được Hex rồi nó vào nó Hex rồi sau đó đồng đội tung đem và nó ulti. 80 giây không buyback. Một nhấc rất tự tin ném ra phía sau rút tốc. Ulti luôn. Tự tin level max. Một khạc rồi. Click đứng Televa ức. Ồ, đánh tự tin vốn. Đánh tự tin vốn. Bên phía C9 không có tốn, đội hình không có tốn. Không có tốn. Trong khi đó phía trên top ngay lập tức AO2000 bị phúc vào và kết thúc bởi Ace. Ace đánh trận này hay quá. Không biết lấy Ace. Lại có rút máu nhưng mà hóa sói. Ơ không có mana. Mana lên uống bay nhanh lên hóa sói được rồi. Dùng cả rune regen. Phá mắt. Dùng rune regen để uống bay.
Trong tình huống vừa rồi có thể gọi là một tình huống phá rune để uống bình. Có thể khai trương cái rune luôn để uống bình. Ui, Ace tự tin nhỉ, ui. Ơ, à, tự tin level max nhỉ. Dire's top tower is under attack. Vãi đùa. Thật sự là mình không chú ý nhiều đến team meme đâu. Bắt đầu tối nay sau đợt có cái Fantasy League, bây giờ mình xem mình mới nhớ được mấy ông kiểu team meme này nọ. Trước đây thì mình cũng có biết đến ông Ace này với Krik các kiểu. Nó là team, chắc là team nào mình không nhớ chính xác, nhưng mà đại khái là đánh cũng có một tí tuổi. Mà không thật sự là một cái gì đấy để mình kiểu như là in hẳn trong đầu. Có Runin V nhưng mà không giải quyết được vấn đề gì, rất là đáng tiếc. Chơi theo kiểu push trụ, tăng đem, push trụ. Slow Silent! Không làm gì được cả. Ở Midland, vâng, hai bên đều lúng túng. Hai bên đều sói khắp nơi. Vâng, khắp nơi là sói. Muốn ăn trụ, đang có xe, nó vẫn bắn trụ kìa. Làm gì được không? Một nhấc, DK đi vào, tôn rồi. Rút máu hút đem! Bỏ cóc, Lycan bị trói trong cái lồng và chết. Lycan chết, Razor đang cố gắng hút đem nhưng trụ vẫn đổ, bật chống chạy đi. Ulti luôn đến từ Chain Protector. Vâng, ở phía bên này thì Tidehunter cũng chết, một pha tun vào. Vâng, đấm tay bò, chết được cả Razor, chết cả Tidehunter, chết cả... Vâng, chết hết. Antonio NV chạy ra nhưng quá muộn màng. Mất trụ chết ba. Clock chơi trận này quá tuyệt vời luôn. Necroforce thì vẫn đi farm chỗ không người. Đã có cho mình được cái mechanism. Đấy là còn chưa tăng skill 2. Ông nào đang đi xem ai đang fit nhất. 02 Paladai 01 04. Ông à, lick mình có một ông lấy Bone 7. Mình vẫn nhớ lick mình có một ông lấy Bone 7, mình không nhớ chính xác là ai. Vừa rồi mình xem có ông lấy Bone 7. Đang ngồi khóc. Vâng, trừ giáp với việc có 4 con đẻ cũng như là về cho sex thì việc ăn Roche cũng không hề khó khăn gì. Ăn được Roche thôi. Chín không rồi. Không thể quên được vấn đề gì. Bây giờ sói mỏng lắm. Sói mỏng vô cùng luôn. Họ gọi hú lên. Vâng, cái phong cách chơi hú cho đệ của Vicious hụ và cộng đem đến từ Trasek quá tuyệt vời. Để có thể đi đẩy trụ. Mỗi lần hú cộng thêm 20 đem. Trasek mà đi lại gần nữa thì Trasek cộng thêm là đi 36%. Khoảng 120 mà đây mới là đệ level 1. Nói chung mà đẩy nhà thì nhanh ở phía dưới bot. Ôi ulti. Một rút máu, một nhấc lên. Vâng, dập xét ulti của Tidehunter. Đẹp quá, đẹp quá. Vâng, đã ulti lên rồi. Cướp ulti của Razor với lại mệt mỏi như lại hóa xoáy. Quá tỉnh, quá tỉnh luôn. Vâng, Lycan chạy xeo. Quả là Silent không hồi máu được. Tỉnh quá. Nhưng mà cũng chết hai mạng support ở phía trên top. Vicious lại bị Ice chết. 2-2. Necrophos nằm. Krik mà vừa có ulti của Lycan, vừa có ulti của Razor. Nhưng mà bây giờ thì một hit nữa đủ tốc để chạy lên, kết thúc được rồi. Pha đổi trụ. Quả đấy đáng tiếc thay là Rubik không cướp được ulti của Tidehunter chứ không thảm họa. Vâng, Antonio NV đang chơi đúng chiến thuật, đó là đi đẩy nhà. Nhưng nên nhớ rằng DK sắp có lô thả, DK mới là vấn đề quan trọng. Dire's top tower is under attack.
Nói chung là mấy bạn mà có antenna NV thì cũng thơm. Dire's top tower is under attack. Trận này C9 chỉ được mỗi antenna NV thôi. Riêng trận này chỉ có mỗi antenna NV là thơm rồi, còn lại thì đội hình nát bét. Bone 724 cũng vừa rồi thì ăn được một tí cũng được. Network để xem network rồi. Thoạt lắm. Được mỗi antenna NV thôi 7.500 rồi. Farm 85 con. Go per minute bao nhiêu nhỉ? Go per minute của thơm này 500, farm bán này xong 500 này, cũng được, cũng đỡ. Có Anton NV còn đỡ khóc. Không thì mấy ông còn lại của C9 thì nát như quả tương luôn. Bạn nào mà bị giật lag thì mong các bạn thông cảm và vào CC Talk để xem nhá. Bạn nào bị giật lag thì vào CC Talk thử xem mình đang xem trong CC Talk và thấy bình thường. Tự mình xem trong CC Talk thấy bình thường. Bắn rất thấm. Hút chặt vào đâu. Vào ulti luôn nhưng mà có Aegis. Aegis mày chết. Quay lại rồi. Titan xuất hiện nhưng không có ulti. Ulti đến từ Chim Protector, pha ném ra sau bằng rút máu rồi. Đội hình của bên phía C9 đang mất máu, pha giật xét, ui ui gần chết. Cái Assumption tôi nghe thấy tiếng stun ở phía sau. DK đã kết thúc VC nhưng Chin Protector cũng đã bị giết chết. Khi mà con đệ DK quá trâu. DK quá trâu cho sách chịu không nổi, bỏ chạy luôn. Thôi thế là hết. Bật MOM lên, sói có double damage. Và hút đem của Link. Vâng, đang một pha tốt nữa. Nhưng ở phía sau thì không ai backup được Lycan. You said. Không ổn rồi, Chasek xuất hiện lại tiếp tục bắn. Vâng, pha hồi máu DK ở đằng sau. Vâng, DK cẩn thận. Vâng, ui dồi ôi, ulti của ta em tỏ lên kịp thời quá. Cố gắng giết một pha silent kia khạc thẳng vào đầu, được bóc, mọc máu. Razor còn tí máu chạy đi, rất là tiếc. Trong khi đó thì hút theo Ace, ôi là Ace đánh trận này tỉnh thế. Double kill. Ở phía bên này Tai cũng chết ulti lên. Quá trâu. Nát rồi, 16-6. Necrophos, ui Necrophos sao có chuyện sánh rồi. Hay Mim đánh tiến bộ đấy. 2.000 vàng chênh lệch. 2.000 vàng chênh lệch. Đánh đẹp mắt đấy. Cái lối đánh rất là đẹp mắt. Combat liên tục dí tốt. Razor lên Mekan. Trượng xanh được mang ra cho Necrophos. Quả này dí Internet V thì khổ rồi. Và burst đem lên. Clock. Đau đầu nhất là clock đây này. Hút chuẩn vô cùng, disable hai thằng ở hai nơi. Khỏi giúp nhau, hay thế nhỉ. Chưa thèm hóa rồng lên. Hóa rồng mở tôn. Quá hay, khe lửa. Vâng, mở cock lại. Đánh đẹp quá. Đánh chuẩn quá. Chiến thuật đi push của C9 đang đổ vỡ khi mà các thành viên của họ bị xé lẻ ra.
Em tuần này NP đang gồng gánh 9.900. Thôi an ủi cho bạn nào mà không bét trận này thì cũng các bạn cũng không tốn mất 20.000 Việt Nam đồng đâu, bạn cũng các bạn mà có an toàn NV. Còn bạn nào mà bét trận này cho C9 thì cần phải lo lắng, bởi vì đây là mới là game 1 thôi. Chưa phải của khóc đâu. Còn cơ hội vẫn, nhưng mà chỉ đáng lo không biết sẽ có lật được hai game không. Lật hai game nó mệt hơn là việc win một game rồi win nốt game còn lại. DK hơn 2.600 tiền. DK quả lên AC nữa thì C9 lát bét như quả cà. Và ăn Roshan như đúng rồi. Check thôi, check thôi, check thôi. DK và Andros thôi. Bây giờ C9 lật được, nếu như quả này tan tờ ra ulti đẹp, xong rồi cho sách Silent. Silent được 4 thằng bên phía Mim. Sau đó là Lycan vào cắn Lancrophos Razor. Một tôn rồi, hỏng rồi. Khe lửa xong gần chết đấy, pha Silent rất đẹp. Làm sao đây, DK đập xuống cướp ulti, úi thôi đẩy ra. Thôi rồi, máu rút kìa, nhưng mà không có đem, bởi vì DK chết rồi. Cơ hội lật đấy rồi, tan tờ bài bắt cơ hội, nhanh lên triple kill bon seven kéo lại, nhưng mà cho sách vẫn chết. Vâng, mở giáp gai này không đánh vào nữa rồi, còn tí máu rút máu được rồi, nhưng mà cũng chết. 4 cơ hội lật đẹp quá, quả đấy DK chết sớm quá. DK qua quả đấy chết nhanh quá, chứ không thì may ấy. Máy em sao X đánh quả đấy tốt thật. X với Rubik đánh quả đấy quá đỉnh. Quả đấy mà DK còn sống chắc thảm họa luôn. Không sao cả, cơ hội lật vẫn còn, các bạn đừng lo. Incoming. Vâng, vừa mới nói xong. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa mới nói xong. Có lẽ là bây giờ cần phải làm sao shut down được thằng Ace này, thằng X này, hay là Clockwork ở đây, nếu bạn nào sợ nhầm lẫn với lại Ace. Con sói đây liệu phá được Aegis không? Phá được Roshan không? Đẹ vào cắn. Tai bây giờ không có ulti. Lycan thì có form sói nhưng mà không thể vào được, cho sách vẫn đi farm. Mất Rosh rồi, phá Rosh được. Roshan has fallen to the dying. Hả? À, con sói ăn Rosh. Vâng, con sói. What? Vâng, con sói nó ăn được Rosh, nhưng mà Necrophos vẫn nhặt được Aegis. Thật ra cũng chả quan trọng việc ăn. Ừ thì cũng ngon, ừ thì cũng thơm, cũng khen. Nhưng mà C9 đang dẫn 1.000 vài, nhưng mà cái quan trọng là cái Aegis. Vâng, phá rune rất tỉnh. À không được, không được. Truyền lửa có gì sai á? Ý kiến lên phường. Mình bảo sai đấy. Problem. Mọi nhìn thấy Necrophos. Necrophos có Aegis. Chuẩn bị đồng đội đến cứu nhanh lên. Thôi bỏ rồi, chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Đồng đội không cần cứu luôn. Đi lẻ bị bắt chết là cả luôn. Clock có được trượng xanh rồi, vòng sau luôn này. Tai có ulti. Vọc đi ra. Vâng. Đã Senchi cắm xuống.
Rút tốc for stop đi, thế là mất tích. For stop của ai nhỉ? For stop của Chin Protector. Có cơ lật đấy. Riêng đội hình này để thằng Razor nó farm được BKB, sau đó thì Lycan lên được vụ AC hay Basher. Transect farm được Manta, Butterfly hút máu cuối kiểu kiểu đấy, lật được. Ủa, muốn làm gì? Ui trời ơi, tưởng có file gì highlight, bạn thấy ông hút thẳng vào như đúng rồi. Hiểu, Lycan còn phải giật mình hiểu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lycan có BKB rồi. Hook miss rồi. Thấy hook được, hook tới, hook lui. Razor ở đây. Té rồi. Haste. Mốt chỉ ban được tạm thời thôi. Tránh những trường hợp mà bỗng dưng lên cơn, nhưng mà có một vài người bệnh kinh niên nên là không ngờ Việt Nam ấy, một số thanh niên bệnh khó chữa, uống thuốc xong cũng không hết được bệnh. Chắc là thời gian tới mình sẽ phải làm việc cái talk để ra một số loại thuốc mới, kiểu ra vaccine vậy. Đập trụ rồi. Có lẽ là Necrophos lên Shiva đấy. Trận này lên Shiva đẹp. Ôi bắt chết Rubik chết ngay, mỏng dính ý kẹo, chết ngay rồi. Tôi tay tờ đi ra mở đất ôn tê xuống và bắn lượng đẹp và quá lớn vào mặt của EK. C9 cố lên để còn có trận chung kết cho em có đắp điểm, cố lên. Đúng rồi gì mim Linh đang cố gắng để có thể chạy đi. 1 2 3 assumption. Phò tát đi, Mecha được mở lên nhưng có lẽ là vẫn chết, bắn vương bắp giáp các kiểu vẫn chết thôi. Trong khi đó ở đây giật xét, úi dồi chết. Này thì Invi 12-6 lật kèo, push mid lật kèo. C9 rất đẹp trai, úi dồi còn trụ kìa Rex luôn. Còn chờ đợi gì nữa, một nhấc Mecha được mở lên, Silent không sao cả, cần gì, chỉ cần gọt trụ thôi, hú tiếp, 10 giây nó có hú. Ăn trụ kìa, cho sách nó bắn. Vâng, lại hút kìa. Không được, thôi đi về, thôi được rồi, bình tĩnh, thôi được rồi. Sức mạnh của ba carry, sức mạnh của Eternal Envy. Enter MV đang gánh tìm. Enter MV farm trận này tốt mà. Mặc dù là bị như vậy nhưng mà vẫn dẫn đầu bảng farm kìa, dẫn đầu bảng net worth kìa. Giữ mạng tốt, farm tốt. Cho những bạn mà đang chơi Fantasy League mà có cho mình trong đội hình của mình có Anthony Envy, chắc là được khoảng chục bạn. Thì chắc là lúc này đang yên tâm. Xem là ba mạng, chắc là sau trận này cũng được đâu, chắc được phải 5 điểm. 5 điểm trận này.
0.3. Escus 0.5, Lasit 0.3. Chắc là được khoảng 2-3 điểm. Chắc chắn là được khoảng 2-3 điểm. Còn tùy vào trận 2, trận nếu như có trận 2 hoặc trận 3 nữa thì các bạn cầu mong là hòa một đều, xong rồi trận 3 là sẽ chiến thắng thì kiểu kiểu vậy. Được thơm. You've got me. Atlanta V trận này thơm. Radiant's bottom tower is under attack. Mình á, mình thiên vị cái gì? Mình đội hình của mình có Anton MV đâu, mình chỉ phân tích cho các bạn nghe thôi. Mình có Anton MV quái đâu. Đội hình của mình không có Anton MV. Để nói cho các bạn dễ hiểu, tôi cắm mắt rất nhạy cảm đúng lúc AC đi lên. Radiant's nhưng tower is một under attack. Một cạc úp thẳng vào mặt, tất cả là dụng hàng đấy. Ok, ok, ok. Ok, mini stun, ok, sao lại chết đơn giản như thế? Trong khi đó phía bên này Razer nó mở BKB vâng, làm sao ăn được Enter đấy? Làm sao ăn được Enter đấy? Vì tiếp tục hút vào ulti rồi, một Triple Protector, ulti rồi, còn Tide Hunter rồi. Razer Triple Protector đã nằm xuống và ulti luôn vào thẳng vào mặt của Enter đấy. Nhưng mà Enter đấy không chết, cũng còn tí máu nó đuổi lên. Vâng, đã mở cork chạy đi rồi. Enter đấy một mình cân ô rồi. 4 mạng, 9 assist, thơm quá. Thơm quá. Rack rồi. Đánh tốt nhưng không kết thúc được game. Anton MV chơi trận này rất tốt để làm thêm một cái trụ nữa. Quá tuyệt vời luôn. Còn hồi hộp hơn cả Bet. Tính đến từng điểm một. Cứ tưởng là không lật được kèo mà lật kèo không tưởng. Hay mà nói gì nói Anton MV chơi trận đấu này phải nói là chuẩn bài. Cứ mọi người cứ hay chê ấy. Từ trước giờ mình có bao giờ chê Enter NV đâu. Mấy bạn cứ thấy Enter NV C9 thua đổ tại Enter NV. Hay như thế này cơ mà. Mình fanboy C9. Câu hỏi này thì nhiều bạn hỏi mình rồi. Mình là fanboy team nào? Cái team mà mình fanboy thì chắc các bạn ít biết lắm. Còn mấy team bây giờ đánh vớ vẩn. Nói thẳng nếu như mà đấy, nếu mà các bạn cho mình nói cá nhân một vài câu để các bạn thích một team đấy, các bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Mình nói thật, mấy team bây giờ với mình, mấy cái team này vớ vẩn. Không đáng để nếu như mà để mình xem và quan tâm và chú ý, nếu như mà mình không phải là một bình luận viên mà phải theo nghề, phải theo dõi các tin tức. Thật mình không bỏ thời gian này để xem trận đấu kiểu này và tin tức của mấy team này. Nếu như bạn nào thích C9 hoặc Emim hay là kể cả là Navi Alliance bây giờ, các bạn sẽ cảm thấy phật lòng. Mình nói thật. Nhưng mà đấy là giây phút cá nhân rồi, quay trở lại thì nói gì thì nói thì Mim cũng là một team có sự tiến bộ nhanh trong thời gian gần đây, cũng là tương lai với những tay chơi trẻ như này, họ hoàn toàn có thể làm nên lịch sử. Một Mim trước đây nổi tiếng. C9 thì cái họ có là trình độ cá nhân, nhưng mà như chúng ta thường thấy là đánh với đội yếu thì họ hay có những cái kiểu lật kèo lắm, nhưng mà đánh với đội mạnh thì smoke hút thẳng Anton MV nhấc lên rồi, muốn kết thúc Anton MV. Ulti của chiếc một tích đỏ không bài bách được. Vâng, bây giờ thì mở BKB rồi, Lycan đã chạy ra rồi, đang cố gắng đớp ai đây. Chuyên một tích đỏ gần chết ngay lập tức, đúng là như vậy rồi. Trong khi đó thì Vincent đang cố gắng để kết thúc được IC rất cứng, không lấy được. Ulti của Tide Hunter, Linh liệu nằm xuống hay không? Vâng, Lycan cắn rất đau, tiếp một pha hút hỗ trợ nhưng có vẻ không thể có được vấn đề gì hết. Clock ở phía sau đang cố gắng để có thể làm gì đây, một pha cướp skill, đó là skill gì? Plasma Field dùng và kết thúc ngay lập tức được DK. Vâng, bây giờ thì nhấc được lên rồi, tiếp tục vâng lật kèo của lật kèo. Vâng, hai lần lật kèo người ta gọi là gì đây? Lycan và Vincent ở đây cùng nhìn thấy AC Ice vẫn còn có thể dùng được. Ok, Ace tele thôi chứ còn gì nữa, chờ đợi gì nữa, tele thôi. Đúng rồi, được rồi, chuẩn bài tele. Vâng, hai lượt tele rất là khó chịu, không ai làm gì được hết, không ai có tầm nhìn. Vâng, các bạn thì thích một team nó chỉ qua một danh hiệu hay là một cách hôm đánh hay một tay chơi đấy, mình thích nó khó lắm. Tổ chức ăn Roshan ăn được ngay không vấn đề đâu. Với Lycan và đệ của Vicious. Chứ còn status nâng bi khen thì mình khen đầy. Thì cướp Rosh không được, có một con sói đứng ở đây để chắn tính cả rồi. Invisibility.
Con sói này làm được nhiều việc thật. Con sói này rất là có hữu dụng. Vâng, hút được chúng rồi. Toàn là Envy. Bị đến 3 lần vâng, mở cóc tele về. Cẩn thận, cẩn thận. Thôi rồi, Lượm ơi, thằng bán đồng hồ. Thằng bán body block, thằng bán đồng hồ rồi. Thế là xong, 3 lần thể hiện. 3 lần thể hiện để rồi nó xịt vào trong tròng. Đúng rồi bạn. Bạn bảo là bạn thích Navi cái hồi mình mới bình luận chuẩn luôn. Navi đấy là Navi vô đối. Khi mà họ thua là họ chỉ có tự thua. Navi đấy là Navi tuyệt vời. Chỉ có một, one and only one. Trụ đổ rất nhanh. Cái gì? Vâng, hãy nhìn đồ của Vicious này. EU 2000 này. Nhìn đồ bài bác của Clock hút ra. Vâng, Razor cực kỳ cứng luôn, mỏ BKB quẩy luôn. Đừng nghĩ ăn trụ thôi, chỉ ăn trụ thôi, giật xét kìa. Chin chết ngay lập tức với một pha khạc vào. Đừng cản. Điều khiển sói micro rất là tởm. Rồi gọt trụ luôn, không có chin. DK bài bác chưa chắc đã làm ăn được gì cơ. Úi dồi, nhìn trụ kìa. Nhìn trụ kìa. Vẫn bị hút vào sói, hay thế nhỉ, micro tỉnh thế nhỉ. Nhấc lên rồi, xong. Rất ít khi push, một khi đã push là ăn hẳn 2 racks luôn. Vâng, đội hình 13 carry DK. À không, Linh bỏ luôn, Linh vẫn đi đẩy top. Trong khi đó đây mà pha mở cóp. Mở Blade Mail thể hiện. Mở Blade Mail thể hiện. Navi bây giờ là gì? Navi bây giờ mình chả biết nó là cái gì. Navi bây giờ kiểu mình chả biết. Tạp phú lưu. Navi bây giờ nó cũng kiểu như là Empire Aliens với mình vậy. Có nghĩa là thì nó tên là Navi mà nó cũng kiểu mình buồn nhất đợt SAS với Live Heaven thông báo là đổi xong cái Sida level max. Mình chả bảo là Navi và Style là vô đối, mình cũng chả phải kiểu cuồng điên dại thế, nhưng mà rõ ràng cái đợt đấy Navi Style hay là về sau một chút xíu nữa thì lại Heaven với SA nó đánh đẹp, mà nó đánh phê, mà nó đánh quyến rũ, mà nó lại đánh hiệu quả. Nói chung là cái gì cũng có hiệu quả, có đẹp mắt, có lạ, có cũ, có mới, cái gì cũng có. Xem nó phê, xem nó rap Trung Quốc, xem nó rap châu Âu, hay thế. Tiếc rằng tất cả chỉ là quá khứ. Vâng, push Omid rồi. Omid là push thẳng mid rồi, ăn kết thúc game rồi. Hồi đó các team chưa mạnh, buồn cười. Hồi đó các team chưa mạnh thì Navi nó cũng chưa mạnh, nó đã có làm gì đâu. Trình độ thì lên chung. Rồi, xong. Smoke làm gì, tele về nhanh, không mất trụ, không có fortify, trụ đổ. Vâng, hút rất chuẩn, và rồi sao, đẩy ra. Mở BKB quẩy luôn. Ui ôi, BKB kìa, bắn kìa. Đừng hỏi luôn. Đừng hỏi luôn. Từng người làm số 1. Hóa sói lên, thằng nào cản. Thằng nào cản bước anh mở BKB của Lycan lên. Thằng nào cản bước anh. Blink vào ulti luôn, chết ngay Rubik. Link, này thì Link. GG được gọi, Monster Kill. AU 2000.
quá là tuyệt vời, một trận đấu lật kèo không tưởng mà tưởng rằng không thể lật kèo của C9, nhưng đây mới chỉ là game đấu đầu tiên trong khuôn khổ bo 3. Sẽ có một vài phút nữa chúng ta cùng chuyển sang game đấu thứ hai. Vừa rồi là phần stream bình luận của Pew Pew trên Pew 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 Channel. Tất cả cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Pew 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 Pew.